Rồi hello, xin chào anh em nha. Chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi nha. Rồi hôm nay em lên thanh lý cho anh em một cái con bơm nước hỏng hút xả 60 nha anh em. Nó bị mắc cái nắp e thôi. Mới tháo cục bị hàng bị bơm nha. Máy đẹp chi mà bị bơm nè. Đó. Rồi con này thì 3,5 ngựa nha anh em nha. Hỏng hút xả là 60. Rồi con này bán tình trạng là bao hơi lửa cho anh em. Nó thiếu nắp e nha. Rồi giá hôm nay sạch sàn luôn. Còn hai căn rét nha. Rồi bịch xăng thì tương đối ok, tại nó dính dơ ra. Bịch xăng còn nướng trong đây nè. Xăng còn đẹp nha. Rồi con này bán cho anh em là 950 ngàn, vẫn khoảng đủ bao ship luôn nha. 950 ngàn bao ship, anh em cọc cho em 200 ngàn em sẽ đi đơn cho anh em luôn, bao ship luôn 950 ha. Rồi anh em mua